lưu ý sau. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp Google Apps Script với Gemini AI để tạo ra được một cái file Google Sheet. Nó cho phép chúng ta có thể đọc hiểu những cái input là video đầu vào. Đấy, thế thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái file này của mình sẽ có input là hai cái video này. Video thứ nhất là một bài hát Ước mơ trong đời của Hồ Quỳnh Hương, mình khá thích bài này. Và cái video thứ hai ở đây là một cái video short về cái drone của Red Bull. Đó, thì ở đây bây giờ mình muốn là cái đầu ra của mình ấy, nó sẽ là trả lời cho cái những cái câu hỏi mình đặt ở trong phần request ở đây. Đấy. Thế thì tại sao lại là Google Apps Script và tại sao lại là Gemini AI? Thì nếu các bạn đã theo dõi kênh của mình một thời gian rồi thì các bạn sẽ biết là với mình ấy, những cái nội dung tiêu văn phòng nó sẽ không chỉ gói gọn ở trong Word, Excel, PowerPoint, Google Sheet mà nó sẽ là những cái mà nó giúp cho các bạn làm công sở. Các bạn sẽ có được những cái hiệu quả hơn khi mà làm việc, thì hầu như các bạn có thể sử dụng Google Sheet để các bạn làm điều đấy. Tại vì Google Apps Script nó là một cái khá là mạnh mẽ, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thực hiện được rất nhiều cái tác vụ tự động. Đấy. Và tại sao lại là Gemini AI? Thì khi mà mình đọc tài liệu thì mình thấy là hiện tại thì Gemini AI nó đã hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta có thể đưa cái đường link video trên YouTube vào và nó sẽ có khả năng nó đi gọi là nó đi hiểu những cái đấy, nó đi phân tích những cái nội dung ở trong đấy. Đó. Còn cái này tại sao nó lại tốt hơn những cái phương pháp mà hồi trước, ví dụ như chúng ta lấy transcript của video về chúng ta đưa vào phân tích, thì tí nữa mình sẽ nói nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn. Đấy. Ở đây thì mình sẽ mở extension và mở app script lên, thì các bạn sẽ thấy rằng là trong này đây là cái API, đây là API key của Google nhé, mình đã có sẵn rồi. Thì để mà các bạn sử dụng được Gemini AI á, thì các bạn cần phải có cái API key. Đấy, thì đây mình có một cái API key và mình sẽ đưa vào đây. Tất nhiên là trong thực tế thì các bạn đừng để lộ cái này nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành viết. Thì đầu tiên cái function của mình thì mình sẽ đặt cho nó cái tên, cho nó đặt cho nó cái tên khác cho nó dễ nhớ một tí, ví dụ như video summarize như thế này chẳng hạn. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test trước. Thế thì ở trong tài liệu để mà có thể làm được cái công việc mà chúng ta đang cần, thì các bạn sẽ cần phải gửi một cái request lên trên cái đường link này. Đấy, với cái data ở đây. Thế thì làm thế nào để chúng ta làm được cái điều đấy ở trong Google Apps Script? Thì ở trong Google Apps Script nó hỗ trợ chúng ta một cái phương thức, đấy là URL fetch app này, fashion. Đấy. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta có thể tạo ra một cái request đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ cần phải gửi đi một cái post request với cái header như thế này và với cái body là như thế này. Đấy. Thì ở trong này fetch chúng ta cũng sẽ làm tương tự thôi. Thì cái tài liệu về fetch, nếu các bạn không nhớ hoặc các bạn chưa biết thì các bạn có thể Google cái này, URL fetch app, mình cũng nhớ nhớ quên quên nên là thỉnh thoảng cũng sẽ phải tra lại. Ở đây thì các bạn sẽ tìm xuống cái phần fetch URL param này. Đây, chúng ta sẽ có make support request này. Đây, các bạn thể chọn cái trên hoặc là cái dưới nhé. Mình sẽ chọn cái dưới. Đây, đơn giản mình copy hết cái này thôi. Để họ đã làm sẵn cho mình rồi thì không việc gì mình phải ngồi mình viết lại từ đầu. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có thứ nhất là cái data của chúng ta này. Và thứ hai là cái option này. Option của chúng ta sẽ có method này, có content type này. Và ở đây ạ, cái này là header thì các bạn hoàn toàn có thể để cái content type ra ngoài, hoặc là các bạn có thể viết như thế này cũng được. Nếu các bạn muốn nó rõ ràng, nó gọi là nó hơi máy móc, nó theo cái CRM bên này thì các bạn có thể viết cho mình là header này. Đấy, hai chấm mở ngoặc ra này. Sau đấy là content type. Đấy, các bạn sẽ paste cả cái này vào cho mình. Đó. Content type. Đây như thế này. Thì cái header này nó ở đâu, thì cái header này nó chính là cái đây parameter, advanced parameter. Đây chúng ta sẽ có những cái parameter nhé. Rồi, đây chúng ta có content type, chúng ta có header này, chúng ta có method này, chúng ta có payload này. Đó. Thế quay trở lại đây. Chúng ta sẽ có data là cái gì? Data nó sẽ chính là cái này. Đây. Đó. Quay trở lại đây và mình sẽ đưa hết nó đây. Thay thế này. Quên mất. Thử một cái dấu ngoặc. Rồi. Option ok, method post ok rồi nhá, content type header ok rồi, và bây giờ chúng ta sẽ có cái đường link của chúng ta. Cái đường link của chúng ta sẽ là đường link này. Rồi, và các bạn sẽ cần phải thêm cho mình cái API key ở đây, thì các bạn có thể copy paste trực tiếp vào đây, hoặc là các bạn có thể cho nó gắn cái biến vào, thì mình sẽ thay cái dấu, thay vì nháy đơn thì cái dấu này. Và mình sẽ sửa ở đây, đấy là API key. Đó, option của mình như thế này này. Rồi, thế thì đến đây thì chúng ta đã gửi đi được cái request rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta gửi đi chúng ta phải nhận lại đúng không? Nhận lại thì chúng ta sẽ phải chấm cái get content text này. Chúng ta sẽ nhận cái response của nó, và ở đây thì mình sẽ tạo cho nó cái biến, ví dụ như let response bằng cái này này, và
Bây giờ mình sẽ đi console.log ra cái response này để xem là sẽ trả về cái gì nhá. Đây là cái link mẫu này, đây là cái text mẫu này. Ok, thậm chí nhá, mình hoàn toàn có thể đưa cái, mình có thể lấy luôn cái link này vào, mình cho nó vào cái này. Đấy. Và phần text thì mình có thể thay đổi, mình có thể viết tiếng Việt luôn. Đấy. Tên của bài hát này là gì? Ok, lưu vào. Sau đấy run. Rồi chúng ta sẽ chờ để cho nó bắt đầu nó phân tích, nó xoay xoay. Thế thì nó xoay nhanh hay xoay chậm, nó lâu hay là nó có ngay lập tức, nó sẽ tùy thuộc vào cái dung lượng của video, độ dài của video đấy. Theo cái logic thì video càng dài càng nặng, nó sẽ mất càng nhiều thời gian đúng không? Đấy, đây cái dữ liệu chúng ta trả về này. Tên của bài hát là Ước mơ trong đời, trình bày ca sĩ Hồ Quỳnh Hương do nhạc sĩ Đức Chí sáng tác. Đó. Đây. Nhưng mà các bạn sẽ có thể là thắc mắc là có thể là cái này nó đọc thông tin ở những cái metadata đúng không? Nó có thể nó không đọc ở trong video này mà nó đọc ở trong nó tìm ở trên mạng đấy, chẳng hạn như thế. Thì bây giờ nhá, mình hoàn toàn mình có thể hỏi nó để biết là liệu nó có đọc cái metadata không. Mình có thể hỏi nó là số lượng view và like là bao nhiêu. Đấy. Nếu mà nó đọc được thì nó sẽ trả lời đúng đúng không? Đấy, hiểu hay hiểu logic là như thế nhá. Còn nếu mà nó trả lời sai thì khả năng cao nó không đọc được, hoặc là nó có thể đọc nhưng mà nó quá thông minh nó không muốn dùng. Đây, chúng ta sẽ có đây thật tiếc này. Đấy, MV gốc được đăng tải khá lâu nên rất khó để tìm thấy số lượng view và like chính xác. Có nghĩa là nó không đọc được trực tiếp thông tin từ đây mà nó đọc ở trong video thôi. Đấy, sau đấy nó sẽ dùng những cái kiến thức của nó. Đấy, hoặc nó tìm kiếm thêm trên mạng để nó trả về cái kết quả. Nhưng mà hiển nhiên là nó không đọc được cái metadata ở trong này nhá. Rồi. Thế thì bây giờ đây là cái dữ liệu của chúng ta trả về, nhìn nó sẽ không được chỉnh chu cho lắm đúng không? Chúng ta muốn lấy riêng cái phần text này ra thôi. Đấy. Thế thì để lấy ra cái này thì cần phải làm gì? Thì đây là một cái trang web mà mình xem ở trên bên J2Team khá là hay. Cái này nó sẽ cho phép các bạn đưa một cái đoạn JSON vào và nó sẽ phân tích cái cấu trúc của nó ra. Đấy. Thiếu, mình có copy thiếu cái nào không ta? Copy lại này. Ok, paste nó vào. Rồi, đây. Đây là cái mà chúng ta cần. Đây, text này. Khi các bạn ấn vào nhau, nó sẽ hiển thị chúng ta cái JSON path. Ở đây chúng ta cần cái path này. Đấy. Cái path này thì cái root của chúng ta, cái root ở đây này, mình copy. Root nó chính là cái response này thôi. Đấy. Và nếu mình viết ở đây là response chấm này. Đó. Mình thay cái root này đi. Và mình để đây content.path.0. Thì lúc này nó sẽ trả về chúng ta cái object này. Và nếu mà mình chấm thêm cái text nữa thì nó sẽ trả về chúng ta cái nội dung ở bên trong. Đó. Và bởi vì cái response này nó là một cái đoạn string, đấy, JSON string, nên mình sẽ cần phải viết là JSON.parse ở đây. Đó. Để mình parse nó lại thành một đoạn JSON nhé. Rồi, ok, bây giờ ấn run lại một lần nữa này. Run lại một lần nữa, và lúc này thì nếu mà nó không gặp lỗi làm gì thì chúng ta sẽ trả về được cái thông tin là cái đoạn text. Đây, đó. Rồi nhá. Rồi, thế thì đấy là cái hàm của chúng ta. Cái hàm này nó sẽ cho phép chúng ta đi gọi đi đọc thông tin của một cái video. Vậy thì bây giờ quay trở lại đây, làm thế nào để mà chúng ta đưa những cái thông tin này vào và chúng ta có được cái output của C đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ truyền hai cái mình truyền cái tham số ở đây thôi. Mình sẽ truyền tham số đấy là URL này và nội dung này, hoặc là yêu cầu đi, viết tiếng Việt đi. Đấy. Thì cái chỗ này mình sẽ thay cái này. Mình sẽ thay cái này thành yêu cầu. Đó. Và ở trong cái file URI này này thì mình sẽ thay cái này. Mình sẽ thay cái này thành cái gì? Mình sẽ thay bằng URL. Đó. Rồi nhá. Thế thì bây giờ cái function này chúng ta sẽ cần phải gọi nó ở trong một cái function khác. Đấy. Mình sẽ viết ra một cái function để làm chức năng đấy thôi. Ví dụ như function là đọc, hiểu và ghi ra sheet. Đấy. Như thế này chẳng hạn. Còn có thể đặt một cái tên bất kỳ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải truy cập vào trong những cái dữ liệu này ở trong sheet đúng không? Thì trong những cái file của chúng ta thì đây là mình sẽ có một cái là let này. Spreadsheet này. Spreadsheet get active spreadsheet get sheet by name. Đấy. Sheet 1. Thế thì cái biến này nó sẽ giúp chúng ta là đến đây chúng ta đã truy cập được vào trong sheet 1 rồi. Rồi, và mình sẽ viết là let data này thì sẽ bằng ls.get range. Đấy. Sẽ viết là A2 cho đến A3 đúng không? A2, A3 ở đây. Đấy. Và mình sẽ viết là get values có sc nhé, tại vì mình lấy nhiều hơn một ô. Đó. Và bây giờ mình có thể thử đấy là console.log này.
đặt ra. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy cái function bên dưới run này, thì các bạn sẽ thấy rằng đây nó trả về chúng ta cái dữ liệu rồi. Thì đây là một cái mảng và trong đấy nó có những phần tử con, thì nó quy định là mỗi dòng nó sẽ là một cái mảng con đấy. Thế nên là bây giờ mình muốn lấy riêng cái text này ra thôi á, thì mình sẽ phải biết là gì, mình sẽ biết là 0 và 1, có nghĩa là sẽ truy cập, à nhầm, 0 và 0 nhé. Nó truy cập vào cái mảng đầu tiên và nó truy cập tiếp vào trong cái mảng thứ hai. Đó, đây. Còn bây giờ nếu mà mình muốn lấy cái video, cái link ở dưới thì mình sẽ phải biết ở đây là 1, 0 run này. Rồi, thế thì các bạn có thể hỏi là đây là có hai dòng dữ liệu, thế bây giờ nếu mà thêm mới vào thì mỗi lần thêm mới có cách nào để nó tổng quát không, để nó luôn luôn nó lấy dòng cuối không? Thì ở trong Google Sheet có một cái cách để mà chúng ta có thể lấy được dòng cuối. Chúng ta sẽ có cái biến là last row này bằng ns.get last row. Đó. Và đây chúng ta sẽ không biết là A2, A3 nữa mà mình sẽ biết A2, A cộng với cả last row. Rồi chúng ta get value này. Thì ở đây bây giờ mình sẽ thử này. Sẽ cho một cái đoạn ví dụ ABC ngẫu nhiên đấy. Sau đấy là run một lần nữa thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có là đấy, cái dữ liệu ABC nó cho thêm rồi. Rồi nhá. Thế thì bây giờ làm theo để mà lặp qua được từng cái này đúng không? Thế thì để mà lặp qua được từng cái đấy thì chúng ta sẽ có một số phương thức, ví dụ như chúng ta có thể sử dụng map này hoặc là for each này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng vòng lặp cho nhanh. Sẽ viết ở một cái vòng for loop, for let y bằng 0, y nhỏ hơn data.length, đó, y cộng cộng. Đấy. Có nghĩa là y sẽ chạy từ 0 đến 1. Và ở 0 thì chúng ta sẽ biết là gì? Ở đây mình sẽ cho các bạn là đấy là console.log nhé. À quên, mình sẽ biết là ví dụ như là led này, URL này bằng cái gì, bằng data y, đó, y0. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi console.log ra cái URL này. Cái trên thì không cần nữa, mình sẽ bỏ đi. Run này, thì các bạn sẽ thấy rằng lúc này đó, mỗi lần lặp qua nó sẽ lấy được một cái phần tử ở trong cái mảng data này. Thì đấy là URL nhá. Còn yêu cầu thì sao? Yêu cầu nó nằm trong một B đúng không? Thì mình cũng sẽ làm tương tự ở đây thôi. Đấy, ns này, thay cái này thành cái gì, led này, yêu cầu này, yêu cầu list này bằng thay cái này từ A2A thành, chúng ta sẽ thay thành B2B ở đây. Rồi, và mình sẽ để là let yêu cầu bằng yêu cầu list y 0. Đó. Rồi, và bây giờ mỗi khi mà chúng ta lặp qua một ô thì chúng ta sẽ gọi cái function này một lần đúng không? Đó. Thì mình sẽ viết là cái gì? Mình sẽ để là video summarize và mình sẽ để là URL này, yêu cầu này. Đó, lúc này nó sẽ truyền cái URL từ đây vào đây và yêu cầu từ đây vào đây. Rồi, thế thì khi mà chúng ta đã lấy xong rồi ạ, thì chúng ta sẽ muốn ghi nó vào trong cột C đúng không? Thế thì có một cái ở đây các bạn cần sửa này. Cái này hiện tại cái hàm này nó chưa trả về một cái gì cả, nó mới chỉ đang console log ra thôi. Thế là để mình muốn trả về cái kết quả thì mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải thay cái này thành return. Đó, return này. Thế thì cái kết quả của function này với cái link đầu tiên nó sẽ là một cái dòng chữ nào đấy, thì mình sẽ tạo ra một cái biến của nó let result đấy bằng cái này rồi nhá. Thì bây giờ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ cho nó trả về thành một cái đoạn đấy và chúng ta sẽ đưa nó trong một cái mảng. Đó. Sau khi mà đưa xong về một cái mảng thì đến khi mà chúng ta chạy hết rồi chúng ta mới đưa cả cái mảng vào đây trong một lần, hoặc chúng ta có thể mỗi lần chúng ta lặp qua chúng ta sẽ đưa vào luôn đấy. Thì cái này nó tùy vào cái cách xử lý của các bạn. Thường là nếu mà các bạn đưa vào một lần, đưa cả mảng một lần thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ đưa vào qua mỗi dòng, mình đưa vào để cho các bạn hình dung được dễ hơn nhé. Thì bây giờ mình sẽ viết là cái gì, bằng là spreadsheet app này chấm get, à lúc này mình có ss rồi đúng không, mình đã có ss ở đây rồi mà. Đấy, thì mình sẽ viết là ss này chấm get range. Đấy, range lúc này là c gì, lúc này không phải là c2 c mấy nữa mà lúc này sẽ là c cộng với cả y cộng 2. Tại vì sao lại là y cộng 2? Tại vì chúng ta bắt đầu từ ô c2 đúng không, mà y của chúng ta bắt đầu từ 0 đúng không? Đấy. Nên là y bằng 0 thì chúng ta sẽ có ô C2, y bằng 1 chúng ta sẽ có ô C3. Đó, và chúng ta sẽ để là set value. Ở đây chúng ta không có s nhé, tại vì chúng ta chỉ set một value thôi. Thì mình sẽ để là set result. Rồi. Đó, thế đến đây thì xong rồi. Và bây giờ mình sẽ chạy cái function này. Ok, cái này chúng ta đang có vấn đề gì đây? Chúng ta đang có đấy là ok, invalid, quên mất cái đoạn này. Cái đoạn này của chúng ta, bỏ đi hai cái dấu ấy nhé. Rồi, chạy lại. Đó, bây giờ nó bắt đầu nó sai sai rồi thì chúng ta sẽ chờ thôi. Chúng ta sẽ chờ để cho nó trả về cho chúng ta những cái dữ liệu. Thế thì trong cái lúc mà nó đang sai sai thì mình sẽ nói cho các bạn là tại sao mà mình nghĩ là cái này á
nó đọc hiểu cái nội dung video tốt hơn. Thì ở cái phần thông tin kỹ thuật này, nó xử lý bằng cách đấy là nó sẽ đi sampling, nó đi lấy mẫu video ở tốc độ ở 1 fps 1:19 giây. Âm thanh thì nó xử lý như thế này. Đấy. Thì các bạn có thể hình dung là một cái clip của bạn nhé. Khi mà các bạn mở một cái clip lên, ví dụ bạn mở đây, các bạn sẽ thấy là để nó đang hiển thị đấy là 320 nhân 240 a cộng 30, có nghĩa là cái này là cái clip này nó đang được ghi là 30 fps, 30 khung hình một giây. Thế thì một giây ở đây nó sẽ có 30 khung hình. Đấy, thì khi mà các bạn đưa lên AI phân tích thì nó sẽ cắt cắt lát ra. Mỗi giây nó cắt một cái khung hình đấy. Và nó sẽ có được một cái bản mà gọi là nó một cái lát cắt của cái video đấy. Và kể cả âm thanh cũng thế. Nó cắt ra. Đấy. Và nó sẽ vận dụng cái khả năng của nó để nó phân tích những cái lát cắt đấy. Đấy, sau ấy là nó sẽ đưa trả lại cho các bạn. Thế nên là nó không chỉ đơn thuần là nó phân tích những cái text trong đấy nhá, mà nó sẽ phân tích hình ảnh, nó phân tích âm thanh. Đấy, sau ấy nó trả về kết quả cho các bạn. Nên là cái điều đấy nó sẽ khiến cho cái việc phân tích của con AI này nó chuẩn hơn những cái cách mà chúng ta lấy transcript về chúng ta đưa nó phân tích. Đó. Và có một cái mà mình nghĩ là nếu mà cái clip này á, các bạn tua chậm nó 30 lần thì lúc này nó sẽ ở cái mức là 1 khung trên giây, và con AI nó capture 1 khung trên giây á, thì nó sẽ lấy được toàn bộ những cái frame của cái video này, và thậm chí á, nó sẽ cho chúng ta được nhiều thông tin nữa. Nhưng mà tất nhiên là làm như thế nó sẽ rất là tốn tài nguyên. Đó. Rồi, thế thì bây giờ quay trở lại đây. Đó, chúng ta đã có được cái kết quả rồi. Đấy. Câu hỏi này, ca sĩ hát bài này là ai, nhịp điệu bài hát, dòng nhạc là gì, nội dung bài hát này, MV có hợp bài hát không, nêu các diễn biến chính trong MV. Đấy. Thì cái clip này nhá. Các bạn thấy không? Cái quality của nó 240, nó mờ hơn cả phim Nhật Bản. Đấy, mà đến đây nó vẫn phân tích được nhá. Đấy, nó biết là ca sĩ này Hồ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Đức Chí này, tại vì sao? Tại vì ở cái đoạn đầu này. Đây. Đây này nó có một cái đây giới thiệu này. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cái quality của nó nhá, rất là mờ nhưng nó vẫn biết là đây ước mơ trong đời, nhạc sĩ Đức Chí, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Đấy. Bài hát trong phim, đấy, 7 ngày và một đời. Đó. Đây là nó đọc hiểu này. Nhịp điệu chậm rãi, nó phân tích âm thanh đúng không? Nó phải phân tích âm thanh thì nó mới biết được là cái nhịp điệu như thế nào. Đấy. Dòng nhạc pop ballad này, nội dung bài hát thể hiện tâm trạng của cô gái. Đó, MV có phù hợp bài hát không? MV sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ gợi cảm giác cô đơn mơ hồ, phù hợp bài hát. Đó. Diễn biến này. Mở đầu này một hình ảnh nhóm người thắp nến trong không gian tối này. Đây, đúng hình ảnh mở đầu luôn nhé. Đây, hình ảnh mở đầu này. Đó. Sau đấy là cái gì? Sau đấy là chúng ta sẽ có các cảnh quay cặp đôi này. Đấy. Kết thúc MV hình ảnh cô gái hát trong không gian mờ ảo này. Đó. Và ở đây là một cái video, cái clip là clip short. Thì đây là cái clip về drone của đội Red Bull này. Đấy. Để xem là liệu drone nó có bắt kịp với cả xe F1 không, nó có thể quay được những cái phút test đẹp hay không. Đây, nội dung video này. Cảnh một người lái xe đua đồ chơi trên đường đua này, trên đường đua Silverstone này, thậm chí nó biết cả đường đua luôn nhé. Đấy. Rồi điều kiện thời tiết này, trời mưa, đường đủ ướt này, vệt trắng sau xe này do lốp xe đẩy nước trên đường. Đó, tóm lại là con AI này nó phân tích nó rất là ok. Và hiện tại thì nó hoàn toàn miễn phí. Nên là các bạn trước khi mà nó giới hạn tốc độ hay là nó thay đổi giá thì hãy cố gắng sử dụng cái mà tốt nhé. Đây thì các bạn hoàn toàn đấy, các bạn có thể kết hợp với cả Google Script, xong rồi các bạn tạo ra được những cái file như thế này, các bạn đưa link vào, xong rồi các bạn đưa cái nội dung mô tả vào, và cuối cùng con AI nó sẽ